việc. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Quý Bình bất ngờ tiết lộ con người thật của bạn gái đại gia khiến ai cũng ngỡ ngàng. Vừa qua, nam diễn viên Quý Bình đã chính thức công khai đang yêu bạn gái doanh nhân. Cả hai hẹn hò được hơn 2 năm. Mối quan hệ được hai bên gia đình và bạn bè ủng hộ. Có không ít những câu hỏi xoay quanh chuyện tình của hai người, nhất là khi khán giả chỉ biết duy nhất thông tin rằng bạn gái Quý Bình là một người phụ nữ giàu có. Và để giải đáp những tò mò của công chúng, mới đây nam diễn viên đã có chia sẻ khá dài về người phụ nữ của mình. Anh viết, hôm nay nhiều người vẫn tò mò và liên tục hỏi mình, người ấy của Bình là người như thế nào? Thôi thì bữa nay mình công khai luôn nha. Đơn giản, cứ cuối tuần, cô ấy lại sẵn sàng phóng xe hàng chục cây số về Hóc Môn để thăm ba má và vui chơi cùng gia đình mình, cả khi mình không có ở nhà, vậy đó. Và mỗi khi về đến nơi, cô ấy sẽ lập tức biến hình với bộ đồ quê mùa, cũ kỹ của má mình, rồi thì lăng xăng ra vườn cùng với má hái từng cọng rau, lao xao ngoài giàn nước cùng mấy chị em mừng từng con cá, tái từng miếng thịt, rửa từng cái chén, nhanh nhẹn vào bếp cùng với mọi người chế biến từng món ăn, đứng nướng từng con tôm, con ốc để cả nhà cùng nhau vui vẻ ăn uống, chuyện trò. Ăn uống xong, cô ấy lại tất bật cùng cả nhà dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ đầu vào đấy, nhiều khi phòng rợp cả gia tài mà vẫn thích làm. Xong xuôi lại cùng ba má và anh chị em trong nhà ngồi tỉ tê tâm sự, trẻ con thì cùng nhau chơi đùa. Mãi mê đến mức nhiều khi leo lên xe phóng ngược về Sài Gòn thì trời cũng đã khuya. Có lần về đến nhà cô mới giật mình nhận ra, thôi chết, mình vừa lỡ cướp luôn bộ đồ của má. Vậy đó. Và chỉ có như vậy thôi, cô ấy đơn giản chỉ là một người phụ nữ rất đổi bình thường, nhưng không một chút tầm thường, thường lắm. Trước đó có những nguồn tin không chính thức cho rằng bạn gái của Quý Bình là một nữ doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nam diễn viên, không có một danh xưng nào dành cho người phụ nữ này. Lý do được anh đưa ra là bởi cô ấy quá đa năng. Dòng gợi ý của nam diễn viên càng khiến fan thêm phần tò mò và quyết tâm truy tìm thông tin liên quan đến người phụ nữ này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.